Số Việt Chè Radio xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh video YouTube của Số Việt Chè Radio. Video ngày hôm nay là ngày mùng 1 tháng 2 năm 2022, cũng là ngày xuân, ngày mùng 1 Tết. Em kính chúc quý vị và các bạn Tết đến xuân về. Xin kính chúc quý vị và các bạn luôn ấm áp, thành công. Sang năm chúng ta sẽ cố gắng mang đến với nhau thật nhiều dịch vụ tốt hơn, thật nhiều sản phẩm tốt hơn nữa, và luôn kính mong quý vị và các bạn cũng như gia đình có thật nhiều sức khỏe, niềm vui và lạc quan trong năm mới, năm Nhâm Dần 2022. Xin kính chúc quý vị và các bạn một năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn đồng hành, tin tưởng cũng như ủng hộ shop trong một năm vừa qua. Và trong năm mới này, em xin kính mong quý vị và bạn tiếp tục đồng hành, ủng hộ và tin tưởng shop để shop có những trải nghiệm mới, cũng như đưa tới quý vị và các bạn những sản phẩm âm thanh thật là tốt, thật là chất lượng, và luôn hoàn thiện dịch vụ của mình gửi tới quý vị và các bạn. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn, và chúc mừng năm mới.